Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lời Sống Hàng Ngày được phát sóng trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Tôi tên là Anna. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với sách Các Quan Sát từ đoạn 16 đến đoạn 18. Sách Các Quan Sát từ đoạn 16. Samson và Danila. Samson đi đến Gaza, gặp một kỹ nữ ở đó và đi vào nhà nàng. Người ta thuật cho dân Gaza rằng Samson đã đến đây. Chúng bao vây ông và canh giữ suốt đêm tại cổng thành. Cả đêm ấy, chúng giữ yên lặng và nói: "Tảng sáng chúng ta sẽ giết hắn." Samson ngủ ở đó cho đến nửa đêm. Vào nửa đêm, ông thức dậy, nắm cánh cổng thành và hai trụ cổng, nhổ luôn lên luôn với then cài rồi vác lên vai, đi lên đỉnh núi đối diện Hebron. Sau đó ít lâu, ông yêu một phụ nữ ở thung lũng Soreth tên là Dalila. Các thủ lĩnh Philistine đến nhà nàng và nói: "Hãy dụ hắn, nói cho biết do đâu hắn có sức mạnh phí thường như thế, và chúng tôi phải làm sao để chế ngự được hắn. Trói lại và thưởng cho cô 1.100 miếng bạc." Dalila nói với Samson: "Xin anh cho em biết do đâu mà anh có sức mạnh phi thường như thế, và phải làm sao để có thể trói anh lại và chế ngự được anh." Samson đáp: "Nếu người ta trói anh bằng 7 sợi dây cung còn tươi, chưa phơi khô, thì anh sẽ trở nên yếu như bao nhiêu người khác." Các thủ lĩnh Philistine đem cho Dalila 7 sợi dây cung còn tươi, chưa phơi khô, và nàng lấy trói ông lại. Lúc ấy, quân lính đang phục kích sẵn trong phòng nàng. Nàng kêu lên: "Hỡi Samson, người Philistine tấn công anh!" Nhưng ông bứt những sợi dây như một sợi chỉ gai khi gặp lửa. Như vậy, chẳng ai biết được bí mật sức mạnh của ông. Dalila nói với Samson: "Này, anh đã gạt em, nói dối em rồi. Bây giờ xin nói cho em biết, phải lấy gì để trói được anh?" Ông trả lời: "Nếu người ta cột anh bằng sợi dây thừng còn mới, chưa có ai dùng, thì anh sẽ trở nên yếu như bao nhiêu người khác." Vậy, Dalila lấy dây thừng còn mới, trói Samson lại. Khi quân lính đang phục kích sẵn trong phòng, nàng kêu lên: "Hỡi Samson, người Philistine tấn công anh đó!" Nhưng ông bứt đứt những sợi dây thừng khỏi cánh tay như một sợi chỉ vậy. Dalila nói với Samson: "Cho đến giờ phút này anh vẫn gạt em và nói dối em. Xin nói cho em biết, cách nào có thể trói được anh?" Ông nói: "Để em dệt 7 lọn tóc trên đầu của anh vào canh chỉ trên khung cửi, rồi dùng con rẽ cột chặt lại thì anh sẽ yếu đi như bao nhiêu người khác." Khi ông ngủ, Dalila dệt 7 lọn tóc trên đầu ông vào canh cửa trên khung cửi, dùng con rẽ cột chặt rồi kêu lên: "Hỡi Samson, người Philistine tấn công anh đó!" Nhưng ông thức dậy, nhổ con rẽ của khung cửi luôn với canh chỉ. Bây giờ nàng nói với ông: "Làm sao anh nói anh yêu em trong khi anh không thật lòng với em? Anh đã gạt em 3 lần và chẳng nói cho em biết do đâu anh có sức mạnh phi thường như thế." Mỗi ngày, nàng cứ cằn nhằn làm ông rối trí và bực mình đến độ muốn chết đi được. Vì thế, ông thật lòng nói cho nàng biết mọi điều. Ông nói: "Dao cạo chưa bao giờ qua đầu anh, vì từ trong lòng mẹ, anh đã là người Nazire của Đức Chúa Trời. Nếu anh bị cạo đầu, sức lực của anh sẽ lìa khỏi anh và anh sẽ yếu như bao nhiêu người khác." Khi Dalila thấy ông đã nói hết mọi điều trong lòng mình thì nàng mời các thủ lĩnh Philistine và nói: "Lần này hãy lên, vì hắn đã nói hết mọi điều trong lòng cho tôi rồi." Vậy, các thủ lĩnh Philistine đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng làm cho Samson nằm ngủ trên đầu gối mình và bảo một người cạo 7 lọn tóc trên đầu ông. Như vậy, nàng bắt đầu khống chế ông vì sức mạnh đã lìa khỏi ông. Bây giờ, nàng kêu lên: "Hỡi Samson, người Philistine tấn công anh đó!" Ông thức dậy và tự nhủ: "Ta sẽ đi ra như những lần trước và thoát khỏi tay chúng thôi." Nhưng ông không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt ông, khoét mắt và đem xuống Gaza. Chúng trói ông bằng dây xích đồng và bắt ông xây cối trong ngục. Nhưng rồi tóc bị cạo của ông bắt đầu mọc lại. Samson qua đời. Bây giờ, các thủ lĩnh Philistine họp lại để dâng một tế lễ long trọng cho thần Dagon của chúng ăn mừng. Chúng nói rằng thần của chúng ta đã trao Samson, kẻ thù của chúng ta, vào tay chúng ta. Khi thấy ông, dân chúng ca ngợi thần của mình và nói:
Thần chúng ta đã trao kẻ thù vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hoại xứ sở chúng ta và giết hại biết bao nhiêu người. Trong lúc hứng chí, chúng la lên: hãy gọi Samson ra để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy chúng dẫn Samson ra khỏi ngục và ông làm trò trước mặt chúng, rồi chúng để ông đứng giữa các cột đền. Samson nói với cậu bé nắm tay mình rằng: hãy dẫn ta đến gần các cột đền để ta tựa vào đó. Đền thờ lúc ấy đông nghẹt người, cả nam lẫn nữ, và tất cả các thủ lĩnh Philistine cũng ở đó. Trên sân thượng đền thờ cũng có độ 3.000 người, cả nam lẫn nữ đều đã xem Samson làm trò. Bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ đến con. Lạy Đức Chúa Trời, xin ban sức mạnh cho con chỉ lần này thôi, để con báo thù dân Philistine về đôi mắt của con. Samson với tới hai dây cột chính chống đỡ đền thờ, tay phải viện cột này, tay trái viện cột kia, và dồn hết sức vào đó. Ông nói: nguyện tôi chết với dân Philistine. Rồi ông cố hết sức xô hai cây cột đền, rồi đền sụp đổ đè chết các thủ lĩnh và tất cả dân chúng trong đó. Như thế, lúc chết Samson giết nhiều người hơn còn sống. Sau đó, anh em của ông và cả nhà cha của ông đi xuống, đem xác ông về, chôn khoảng giữa Soria và Etaon trong mộ của Manoa, cha của ông. Samson làm quan xét của dân Israel trong 20 năm. Các quan xét, đoạn 17, phần phụ thêm, hình tượng của Mica. Trong vùng đồi núi Ephraim, có một người nam tên là Mica. Ông nói với mẹ mình rằng: vì 1.100 miếng bạc bị mất cắp mà mẹ buông lời, nguyền rủa và tai con đã nghe. Này, số bạc đó đang ở trong tay con, chính con đã lấy. Mẹ ông nói: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Mica trả lại cho mẹ 1.100 miếng bạc ấy. Mẹ ông nói: mẹ biệt riêng số bạc này cho Đức Giê-hô-va để con trai mẹ đúc một pho tượng chạm. Vậy bây giờ mẹ trả bạc lại cho con. Nhưng Mica trả bạc lại cho mẹ mình. Bà lấy 200 miếng trao cho thợ bạc để đúc một pho tượng chạm đặt trong nhà Mica. Như vậy, nhà Mica trở thành một miếu thờ. Ông cũng làm một cái ephod và những tượng thần nhỏ, rồi lập một trong các con trai ông làm thầy tế lễ. Trong thời đó, Israel không có vua. Mọi người cứ làm theo ý mình cho là phải. Bây giờ, ở Bethlehem, xứ Juda, có một thanh niên là người Lê-vi thuộc gia tộc Juda tạm cư trong thành ấy. Chàng rời thành Bethlehem xứ Juda để tìm một nơi cư trú. Trên đường đi, chàng đến vùng đồi Ephraim, ghé vào nhà Mica. Mica hỏi: anh từ đâu đến? Chàng trả lời: tôi là người Lê-vi ở Bethlehem xứ Juda, tôi đang tìm một chỗ để cư trú. Mica nói: hãy ở đây với tôi, làm cha và thầy tế lễ cho tôi. Tôi sẽ cấp cho anh mỗi năm 10 miếng bạc và một bộ quần áo và lương thực cần dùng. Người Lê-vi ra đi. Sau đó, người Lê-vi bằng lòng ở với Mica, và Mica coi thanh niên ấy là con trai của mình. Mica lập người Lê-vi làm thầy tế lễ cho mình, và anh ở trong nhà Mica. Mica nói: bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn cho tôi, vì tôi có người Lê-vi này làm thầy tế lễ. Các quan sát, đoạn 18. Bộ tộc Đan cướp pho tượng chạm của Mica và định cư ở thành Lai. Trong thời ấy, dân Israel không có vua. Bộ tộc Đan lúc ấy đi tìm một vùng đất để định cư, vì từ trước đến giờ, trong các bộ tộc Israel, bộ tộc này chưa nhận được sản nghiệp nào hết. Vậy, người Đan sai 5 người mạnh dạn trong bộ tộc mình đi từ Soria và Etaon để do thám sứ, và dặn họ rằng: hãy đi do thám sứ. Những người đi do thám vào vùng đồi núi Ephraim đến nhà Mica và ngủ đêm tại đó. Khi ở trong nhà Mica, họ nhận ra giọng nói của người Lê-vi trẻ tuổi nên đến gần và hỏi: ai đem anh đến nơi này? Anh đang làm gì? Và tại sao anh ở đây? Người Lê-vi cho họ biết Mica đã đối xử tốt với mình như thế nào và nói: Mica có cấp tiền lương để tôi làm thầy tế lễ cho ông ấy. Họ nói tiếp: thế thì hãy cầu hỏi ý của Đức Chúa Trời để xem hành trình của chúng tôi có được may mắn chăng. Thầy tế lễ nói: hãy đi bình an, Đức Giê-hô-va sẽ phù hộ các ông trong hành trình này. Vậy năm người ấy trên đường đến thành Lai-ích, thấy dân chúng tại đó theo phong tục dân Sidon sống an ổn, bình thản và không phòng bị, không ai có điều gì để phiền trách người lãnh đạo trong thành. Họ vốn ở cách xa dân Sidon và không tiếp xúc với ai cả. Khi năm người trở về với anh em mình tại Soria và Etaon, thì anh em hỏi họ rằng: các anh thấy thế nào? Năm người trả lời:
chúng ta nên ly lên đánh chúng, vì chúng tôi thấy xứ ấy thật tốt. Này, sao anh em chẳng làm gì cả? Đừng chần chừ, hãy đi lên chiếm xứ ấy. Khi vào xứ đó, anh em sẽ thấy một gió hiền lành, đất rộng mênh mông mà Đức Chúa Trời đã phó vào tay anh em. Thật là một nơi chẳng thiếu loại thổ sản nào. Vậy, 610 thuộc bộ tộc Dan được vũ trang để chiến đấu. Họ đi từ Soreah và Eton lên đóng trại tại Kiriath-Jearim trong đất Juda. Vì thế, chỗ này được gọi là trại quân Dan cho đến ngày nay, vì nó ở phía tây Kiriath-Jearim. Từ đó, họ đi sang vùng đồi núi Ephraim và đến nhà Mica. Bây giờ, năm người đi do thám đất lợi nói với anh em mình rằng: các anh có biết trong nhà này có một cái ephod, có một tượng thần nhỏ và một pho tượng chạm không? Vậy bây giờ anh em biết mình phải làm gì rồi? Họ rẽ vào nhà người Lê-vi trẻ tuổi, tức là nhà của Mica, và chào ông. 600 người thuộc bộ tộc Dan được vũ trang đi chiến đấu đứng ngoài cổng. Nhưng năm người đã đi do thám xứ tiến vào nhà, cướp lấy pho tượng chạm, ephod và các thằng nhỏ và tượng đúc, trong khi thầy tế lễ đứng trước cổng với 600 người được vũ trang để chiến đấu. Khi năm người đó vào cướp pho tượng chạm, ephod và các tượng thần nhỏ và tượng đúc, thì thầy tế lễ hỏi chúng: các anh làm gì vậy? Họ trả lời: hãy im đi, lấy tay bật miệng lại và theo chúng tôi, làm cha và thầy tế lễ cho chúng tôi, làm thầy tế lễ cho một gia đình và làm thầy tế lễ cho cả một bộ tộc, cho một gia tộc trong Israel. Cái nào tốt hơn? Thầy tế lễ mừng rỡ trong lòng, lấy ephod, các trượng tượng thần nhỏ và pho tượng chạm rồi nhập bọn với những người ấy. Họ quay trở ra, cho trẻ em xúc vật và hành lý đi trước, rồi lên đường. Khi bọn người Dan đã đi xa khỏi nhà Mica, thì những người ở gần nhà Mica hiện lại đuổi theo họ. Những người ấy kêu la phía sau, nên bọn người Dan quay lại hỏi Mica: có việc gì mà các anh kéo theo cả một đám đông như thế? Mica trả lời: các người cướp các thần mà tôi đã làm luôn với thầy tế lễ rồi biến mất. Vậy tôi còn gì đâu? Thế mà các người còn hỏi có việc gì? Người đang nói với Mica: đừng để chúng tôi nghe tiếng ông nữa, kẻo có người nổi giận tấn công ông, rồi ông và cả nhà ông mất mạng trắng. Rồi bọn người đang tiếp tục đi, còn Mica thấy họ mạnh hơn mình nên quay trở về nhà. Sau khi cướp được các tượng của nhà Mica đã làm và bắt thầy tế lễ của ông, thì họ xông vào dân thành Laish, một dân hiền hòa, không phòng bị, dùng gươm giết dân đó rồi châm lửa đốt thành. Chẳng có ai đến giải cứu dân thành Laish cả, vì họ ở cách xa Sidon và không giao thiệp với ai hết. Thành này ở trong thung lũng chạy về hướng Bethrehob. Bộ tộc Dan xây dựng lại thành và định cư ở đó. Họ lấy tên Dan, con trai của Israel là tổ phụ mình, mà đặt cho thành, còn tên trước kia là Laish. Bộ tộc Dan dựng tượng chạm để thờ, rồi Jonathan, con trai Gerson, cháu Mô-xe và hậu tử của ông đều làm thầy tế lễ trong một bộ tộc Dan cho đến ngày họ bị lưu đày khỏi xứ. Họ giữ tượng chạm Mica đã làm trong suốt thời gian đền Đức Chúa Trời ở tại Silo. Cảm tạ Chúa vì chúng ta đã hoàn thành sách Các Quan Sát từ đoạn 16 đến đoạn 18. Xin Chúa cũng ban phước cho anh chị em. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.